Là một trong những địa phương phát triển du lịch gắn với lịch sử cách mạng nổi tiếng cả nước, tỉnh Tuyên Quang được biết đến với khu di tích lịch sử Tân Trào với các cụm di tích Đình Tân Trào, Láng Nà Nưa, gắn liền với dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19, địa phương này còn vừa phát triển thêm một loại hình du lịch mới là chèo thuyền mãn nghe hát then trên lòng hồ Nà Nưa để thu hút du khách, đặc biệt là lượng khách đến từ các tỉnh thành phía Nam. Trước khi nghe hát then trên lòng hồ Nà Nưa, du khách sẽ được tham quan khu di tích lịch sử Tân Trào. Trong đó, di tích đình Tân Trào được xây dựng năm 1853 với lối kiến trúc theo kiểu nhà sàn miền núi phía Bắc, mái lợp lá cọ, xung quanh để trống. Nơi đây chứng kiến khí thế sôi nổi của quốc dân đại hội trong những ngày hừng hực của khởi nghĩa cách mạng tháng 8. Cảm động và rất chi là có một cái gì đấy nó như là mình được trở về cội nguồn. Mình cảm thấy là rất chi là biết ơn các bậc tiền bối. Đây là Láng Nà Nưa, nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sinh sống và làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22 tháng 8 năm 1945 để lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 giành chính quyền trong cả nước. Láng được dựng theo kiểu nhà sàn của người miền núi, đây cũng là nơi Bác Hồ đã nói câu bất hủ. Lúc này, thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm nay, địa phương này đã đón hơn 700.000 lượt khách, trong đó lượng du khách từ các tỉnh phía Nam chiếm khoảng 20%. Phát triển các cái nét văn hóa và cũng như là các cái di tích lịch sử kết hợp với lại du lịch trải nghiệm, ví dụ như là trải nghiệm núi Hồng, nghe hát then trên hồ Nà Nưa, đó là những cái mà vừa phát huy cái văn hóa, vừa phát huy sinh thái và giúp cho du khách đến với Tuyên Quang ngày càng nhiều hơn, và những cái nét đẹp văn hóa cũng như là cảnh quan của Tuyên Quang sẽ phát huy để làm du lịch tốt. Cùng với tìm hiểu lịch sử, việc làm mới sản phẩm với hoạt động trải nghiệm chèo thuyền mãn nghe hát then trên lòng hồ Nà Nưa giúp du khách hiểu thêm về loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của người dân tộc Tày. Đây cũng là lần đầu tiên Tuyên Quang đưa nghệ thuật hát then vào hoạt động du lịch với kỳ vọng thu hút trên 2 triệu lượt khách trong nước và quốc tế trong năm nay.